Mến chào quý cô chú anh chị em Đây là một ngày làm việc từ sáng 8 giờ cho tới 21 giờ các ngày trong tuần Và một ngày rất là vui cho Tuấn Cương Đã phục vụ tất cả các quý vị khách hàng Những đơn hàng trong Sài Gòn cũng như các tỉnh Và đây là một chiếc xe mà anh chị mua từ lúc buổi sáng sớm Đấy ship về một khu rất là VIP ở Khang Điền nhé Đấy anh chị vào từ lúc sáng sớm đây anh đó và đã chuyển tiền đầy đủ cho Tuấn Cương đấy hiện tại thì chống nhà lắm rồi anh chị em có chia sẻ cho Tuấn Cương một số xe nhé đấy và tiếp theo là một đơn hàng nữa cũng đến với Tuấn Cương từ những khu vip và toàn đại gia thôi anh chị đến với Tuấn Cương từ Tân Phú đó một chiếc xe anh chị chọn là màu xám xi măng ấy và một chiếc xe Spring 2022 rất là đẹp luôn. Bây giờ Tuấn Cường lắp ráp và bàn giao xe cho anh chị đó nhé. Rồi còn những đơn hàng ở tỉnh thì anh chị em thông cảm cho Tuấn Cường nhé. Rồi tiếp tục lại đến một đơn hàng nữa đến từ quận 7 và chiếc xe này thì cũng ship tới tận nhà cho bạn trẻ này luôn. Đó, bây giờ là um, cộng tác viên sẽ lắp ráp, kiến và giao tới quận 7 cho bạn đây và đã đến nhà bạn rồi. Thì đã có những hình ảnh ghi lại để uh, Tuấn Cường uh, à, đang cho quý cô chú anh chị thấy độ uy tín cũng như độ à, ship xe nhanh gọn lẹ như thế nào một buổi sáng Tuấn Cương có 3 đơn đó và cũng đã giao tận tay cho khách hàng rồi đó đây là anh bạn đến với Tuấn Cương từ quận 7 một chiếc xe anh xem trên kênh YouTube của Tuấn Cương nhé đấy chiếc xe rất là đẹp luôn 2018 màu đen nha bóng rất là đẹp luôn bán cho anh với giá cũng cực kỳ hợp lý thôi và ship tận nhà cho anh luôn rồi và đây là cái đơn hàng mà anh chị đã đặt hàng ở bên Khang Điền quận 2 thì uh, Tuấn Cương sẽ giao tận nơi đó và tiếp đến bây giờ hiện tại cũng đã là rất là tối rồi ấy lại một bạn nữa đến với Tuấn Cương một chiếc xe vét 3 đèn vuông màu xám Lambo rất là đẹp luôn anh chị em nhé đó một ngày làm việc của Tuấn Cương là rất là mãi luôn anh chị em thì có những đơn hàng Tuấn Cương ship trong ngày ở Sài Gòn còn những anh chị em như hôm nay là có hai đơn hàng ở Phú Quốc thì Tuấn Cương sẽ hẹn anh chị em trong buổi sáng mai Tuấn Cương sẽ ship tận ra Phú Quốc cho anh chị và một ngày làm việc thì Tuấn Cương đấy phục vụ anh chị em từ 7 giờ 30 sáng cho tới 21 giờ tất cả các ngày trong tuần nhé đấy thì anh chị em nào mà nắm được cái lịch như vậy thì bất cứ giờ nào đến để cứ điện cho Tuấn Cương Tuấn Cương sẽ phục vụ nhiệt tình và ship xe tận nơi cho anh chị em và anh chị em đồng nghiệp có xe thì chia sẻ cho Tuấn cương một số xe để Tuấn cương phục vụ anh chị em nhé Hôm nay rất là may mắn đấy một buổi sáng 3 đơn buổi chiều được 3 đơn và cũng bán cho các anh em lái những dòng xe anh chị em chia sẻ lại thì được ba chiếc cho các anh chị em lái nữa đấy tổng cộng ngày hôm nay là Tuấn cương cũng được 11 xe và cảm ơn anh chị em rất nhiều hẹn anh chị em tại cửa hàng nhé Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em